Gợi ý suy niệm lời Chúa. Chủ nhật thứ sáu thường niên, năm A. Lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Matthew. Đoạn thứ năm, từ câu 17 đến câu 37. Tin mừng hôm nay xoay quanh một ý tưởng duy nhất là kiện toàn lề luật. Chúa Giêsu tuyên bố: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Kiện toàn phải hiểu như thế nào? Tại sao luật Chúa phải được kiện toàn? Thiên Chúa muốn dẫn đưa con người sa ngã trong tội, chịu ảnh hưởng của tội nguyên tổ, về với Ngài để cùng được hạnh phúc với Ngài. Ngài muốn con người chia sẻ hạnh phúc của Ngài sau khi đã phản bội. Ngài giáo dục họ tuần tự, tùy theo mức độ tiến hóa của họ. Vì thế, Ngài đi từ việc dễ đến việc khó. Ngài tỏ ý muốn của Ngài tuần tự theo thời gian, chứ không đốt giai đoạn. Chính Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng anh em sẽ không chịu nổi. Thánh Thần sẽ đến và sẽ nhắc anh em nhớ những gì Thầy dạy và sẽ dạy anh em hiểu tất cả. Vì thế, kiện toàn là giai đoạn cuối cùng của một tiến trình lâu dài được kết thúc nơi Ngài. Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Ngài mặc lấy xác phàm, nhận lấy thân phận con người như chúng ta, sống như mọi người trừ tội lỗi, sống trong lề luật để cứu vớt những người sống dưới lề luật. Ngài kiện toàn lề luật vì sự yếu đuối của con người. Ngài phải tùy theo khả năng của con người để dẫn họ đến toàn thiện. Kiện toàn là đề nghị một lối sống mới, một cách giữ luật không bằng những việc làm chiếu lệ, mà giữ luật bằng con tim. Đối với Ngài, lề luật không là những chữ viết trên giấy hay khắc trên bia đá, mà khắc trong con tim, là ý muốn của Chúa Cha. Giữ luật tức là vâng lời trong tình con thảo. Chúa Giêsu đã vâng phục Chúa Cha đến nỗi Ngài có thể nói: Thầy làm mọi sự theo ý đấng đã sai thầy. Của ăn của thầy là làm theo ý đấng đã sai thầy. Sự vâng phục tuyệt đối đó được thể hiện trên thập giá. Ngài đã vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Kiện toàn chính là nội tâm hóa cách giữ luật. Chúa Giêsu nói đến người Pha-ri-siêu: Nếu anh em không công chính hơn những người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng vào được nước trời. Vì sao thế? Vì theo đa số người Pha-ri-siêu, giữ luật là làm đúng như luật dạy mà không cần chú ý đến tinh thần. Ăn chay, bố thí, chỉ cần làm như luật dạy là đã giữ luật rồi. Nghĩa là ăn chay thì không cần phải đạo đức, bố thí thì cứ bỏ tiền vào thùng mà không nghĩ đến việc mình làm. Như thế là công chính rồi. Vì thế Chúa Giêsu không thể chấp nhận cách giữ luật hình thức như thế. Trong dụ ngôn người thu thuế và người Pha-ri-siêu lên đền thờ cầu nguyện, người Pha-ri-siêu kể ra những việc đạo đức mình làm và tự thỏa mãn vì đã làm đúng luật, tự cho mình là đạo đức. Thực ra, họ không phạm tội gì, nhưng không phải vì thế mà có thể cho mình là công chính. Chúng ta có hơn người Pha-ri-siêu không? Cũng cần nhìn lại cách thế chúng ta giữ luật. Chúng ta dự lễ, xưng tội, cầu nguyện như thế nào? Chúng ta làm lấy lệ lấy có mà tâm hồn không liên hệ gì đến Chúa. Chúa Giêsu đã từng nói, không phải chỉ nói lại Chúa mà được vào nước trời đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Chúa Cha mới được vào mà thôi. Nước trời không dành cho những người chỉ nói bằng miệng mà không thi hành một cách hoàn hảo những ý muốn của Chúa Cha. Chúa Giêsu kiện toàn lề luật bằng chính nếp sống của Ngài, bằng sự vâng phục triệt để ý muốn của Chúa Cha. Ngài nhận lấy thân phận con người như chúng ta, để chúng ta có thể nhìn nơi Ngài mẫu gương tuyệt hảo của vâng phục. Ngài sống như chúng ta, cũng lệ thuộc vào những điều kiện vật chất như chúng ta. Ngài cũng phải lao động kiếm sống, vất vả từng ngày như chúng ta, nhưng luôn làm đẹp ý Cha trên trời. Ngài tiện toàn lề luật khi giúp những người yếu đuối trở về con đường vâng phục. Gia-kêu, Mát-thêu, Ma-đa-lê-na, người nữ Samari, những người đó là những người đã theo Ngài, chuyển hóa đời sống mình theo mẫu gương của Ngài và trở nên những con người thành toàn.
Chính Ngài trở nên luật cho chúng ta. Ngài chính là người con mà Chúa Cha đã chấp nhận. Con là con yêu dấu của ta hài lòng về con. Ngài muốn chúng ta cũng trở thành con thảo của Chúa Cha như Ngài. Hơn nữa, Ngài ban một luật mới, đó là luật tình yêu. Tình yêu chính là lề luật duy nhất, tất cả đều quy hướng về tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài muốn chúng ta sống trong tình yêu của Ngài và sống với mọi người anh em trong tình yêu đó. Đó chính là chóp đỉnh của lề luật. Thánh Phaolô cũng đi theo đường lối đó. Tình yêu kiện toàn mọi lề luật. Và đúng thế, 10 điều răn Chúa chỉ quy tụ chung quanh tình yêu. 3 điều răn đầu tiên là yêu mến Chúa, 7 con người và đòi hỏi yêu thương mọi người. 10 điều răn được tóm vào 2 điều là mến Chúa và yêu người. Chúa Giêsu kiện toàn lề luật bằng cách nêu lên cho mọi người thấy phải giữ luật Chúa như thế nào. Chính Ngài tuyên bố: anh em đã nghe luật dạy, chớ giết người, còn thầy bảo. Điều này cho chúng ta thấy quyền tuyệt đối của Chúa Giêsu. Ngài chính là đấng ra luật. Chúng ta không mấy khi để ý đến cách nói như thế. Ngài nói một cách mạnh mẽ, quyết liệt, còn thầy bảo anh em. Chính Ngài chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa ngay từ khi khởi đầu rao giảng. Chính Ngài ra luật chứ không mượn một uy quyền nào khác. Ngài có quyền ra luật. Ngài kiện toàn lề luật khi dạy cho người ta giữ luật đến mức trọn lành. Luật cũ dạy chớ giết người. Giết người mới là tội đáng chết. Ngài bảo chỉ cần xem anh em là ngu ngốc thì cũng đáng bị lên án rồi. Chỉ cần một tư tưởng thôi cũng đủ bị lên án. Chớ ngoại tình. Thầy dạy anh em bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Sự trong sạch phải đạt đến mức tế nhị tối đa, phải trong sạch cả trong ý muốn, và những lời luật khác cũng vậy, phải đạt đến mức vẹn toàn chứ không chỉ căn cứ vào hành động. Và điều Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thi hành triệt để là phải trọn lành như Cha chúng con ở trên trời là đấng trọn lành. Đó là đỉnh trọn lành phải đạt đến. Chúng ta nghĩ sao? Nhiều người bảo rằng tôi không có tội gì nặng, nhưng trong lòng vẫn còn những tư tưởng xấu, còn hận thù, còn tham lam, ganh ghét. Một nhà đạo đức nói, nếu bạn không làm như bạn nghĩ, thì bạn sẽ nghĩ như bạn làm. Chúng ta bằng lòng với sự ương lười của chúng ta, không cần cố gắng. Chúng ta không còn tâm thức về tội, phạm tội mà không bao giờ biết mình đã làm sai, tự tha thứ cho mình. Chúng ta thuộc hạng người chỉ nói, lạy Chúa, nước trời không rẻ tiền như chúng ta tưởng. Chỉ có những người dũng cảm mới được vào. Chúa nói như thế. Thánh Phaolô cũng không nhân nhượng đối với những người giữ đạo lấy có nấy rồi. Phải vác thập giá, phải bỏ mình. Những lời ấy không chỉ là những lời nói suông. Chúng ta cần chỉnh lại cuộc sống, can đảm rũ bỏ những gì là tội lỗi và mặc lấy khí giới của ánh sáng. Chúa Giêsu là lề luật sống của chúng ta. Nhìn Ngài để theo gương Ngài, ăn lấy Ngài để sống với Ngài, trong một mối tình không sứt mẻ, để vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời. Chóp đỉnh của đời sống và hạnh phúc là có thể nói như Chúa Giêsu vào giây phút cuối cùng: mọi sự đã hoàn tất. Linh Mục Trần Phúc.